tại sao chính phủ không in thiệt là nhiều tiền để phát cho người nghèo? Hồi xưa tôi đặt cái câu hỏi đó, nhiều người cũng nghĩ vậy. Không phải tôi đâu, khi bây giờ tôi lớn lên là tôi hỏi bạn bè cũng vậy. Thì có nhiều người nói, ok, tại sao kỳ vậy? Tại sao bây giờ người nghèo không có tiền thì mình in tiền đó mình cho người nghèo? Chắc chắn luôn, lúc mình còn con nít á, ok, mình 10 tuổi, mười mấy tuổi, mình ủng hộ ta, hay sao? Nhiều người nghèo quá, ước gì mai mốt tôi có cái máy in tiền, tôi in, tôi cho người ta xài. Nhưng mà không phải, cái nền kinh tế nó khác, nó không có giống, nó không có giống như quý vị nghĩ. Bây giờ, thí dụ như người ta nói, ok, ông Nguyễn Văn Sòi giàu hơn ông Lê Văn Cốc, phải không? Rồi, bây giờ là bởi vì ông Nguyễn Văn Sòi ổng nhiều tiền hơn ông Cốc. Khi mà chúng ta thấy là, ồ, tại sao ông đó ổng giàu hơn, tại ổng có nhiều tiền hơn. Nhưng mà nếu mà ổng có nhiều tiền hơn, tại sao không in ra thêm tiền để vượt cái tiền của ông đó? Bây giờ ông có nhiều, ông có 1 tỷ gì, tôi in 1 tỷ. Tức là ông có 1 tỷ, tôi có 1 tỷ. Nhưng mà quý vị, hồi đó mình nghĩ như vậy, cái tuổi học sinh, cái tuổi mình còn trẻ trâu, còn nít, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà bắt đầu mình học cấp 2 á, mình thấy, ủa, nó không phải như vậy. Mẹ ông kia cũng đang có 1 tỷ, mà mình in ra 1 tỷ, từ 1 tỷ của ông này với 1 tỷ của ông này đó, hai cái nhập lại là nó thành giấy tiền vàng bạc, chứ nó không phải còn gọi là tiền nữa. Đang có 1 tỷ, bây giờ thiếu nợ 800 triệu, thì tại sao chính phủ không in ra 800 triệu để trả nợ? Hồi đó mình nghĩ vậy đó, tức là lúc mình còn nít mình nghĩ vậy đó. Thí dụ như vậy, ok, chính phủ đang nợ 1 tỷ, thì bây giờ tại sao chính phủ có 1 tỷ mà chính phủ đang nợ 800 triệu, tại sao chính phủ không in 800 triệu ra trả nợ cho rồi? Mẹ tao có tiền tao in tao trả mẹ cho rồi, cho khỏe, cho để đồi hoài. Nó nằm ở trong cái đầu của mình, ủa tại sao mình thiếu nợ, tại sao mình không in tiền ra mình trả mãi đi, có cái máy tao về tao bấm luôn, 800 không, 800 bấm, giết, chạy ra cắt, phạch, nè, tiền thiệt nè, giấy thiệt, đưa trả cho mày xong. Nhưng mà không phải như vậy. Đây là một cái lượng tiền nhất định, nó nằm ở bên cái phía bên tay trái của Quyền nè, đây lượng tiền nhất định, đúng không? Thì mỗi tô phở đó trị giá 30.000 đồng, rồi thì 100 tô phở á là trị giá là 3 triệu. Ok, cái đồng này á, khi mà nó nằm ở trong cái hộp này đó, thì cái giá trị của cái đồng này á là nó bằng giá trị của 100 tô phở ở bên cái hộp này. Mẹ bây giờ hết tiền mẹ nó rồi, 3 triệu phải không? Giờ tao in thêm một cái nữa, tao đâu có sợ mày đâu. Bây giờ tao in thêm 3 triệu nữa. Thì cái 3 triệu nó nằm bên này á, tức là bây giờ nền kinh tế có bao nhiêu? Có 6 triệu. Ok. 6 triệu tức là chúng ta đang có hai cái đồng. Là 6 triệu đúng không? Mình giải thích bình dân dễ hiểu lắm. Thì cái 100 tô phở trị giá 3 triệu nó được vẫn đứng nguyên ở đây. Thằng này tự nhiên á, nó trở thành 6 triệu. Thì cái nền kinh tế của đất nước á, hiện tại nó đang có cái nhiêu? Nó đang có 6 triệu. Chúng ta chỉ vẫn có 100 tô phở thôi. Không thể nào nấu được 200 tô phở hết. Tụi mày in ra thêm 3 triệu nữa. Mày in ra thêm 3 triệu nữa, nhưng mà mày vẫn nấu được có 100 tô phở à, mày không có nấu được 200 tô. Thì đương nhiên á, lúc này tự động á, cái giá trị của tô phở nó không có còn là 30.000 nữa, mà cái tô phở này nó trở thành 60.000. Khi mà anh in, tự nhiên anh đẻ ra thêm một cái mệnh giá tiền nữa, anh double nó lên á, thì cái tô phở, 100 tô phở này nè, nó đang giá trị 30, tự nhiên nó trở thành là tô phở 60.000. Rồi ok, không phải tự nhiên này nói tao in ra 6 triệu tao mua được 200 tô phở hả? Nhưng mà mày có 6 triệu nhưng mà mày chỉ làm được có 100 tô phở à con. Thì tự nhiên cái lúc này đó là 100 tô phở của mày nó đang 30.000. 100 tô phở của mày nó trở thành là 60.000 một tô phở. Thì cái giá trị nó tăng lên là gì như vậy? Thành đã nói ngắn gọn á, là việc cái chuyện mà in càng in tiền ra nhiều chừng nào đó, nó sẽ làm cho hàng hóa càng tăng giá cao hơn. Quy không biết là quý vị anh chị em Quy giải thích vậy là chắc là Quy nghĩ là dễ hiểu lắm rồi. Tại sao mà Quy nói nó càng in ra nó lại càng mắc hơn? Tại vì sao? Cái giá trị mà quý vị tạo ra nó không có hơn được. Quý vị đang có 100 tô phở, quý vị đang có 20 dĩa cơm, quý vị đang có 4 chiếc xe đạp. Mà bây giờ quý vị in ra cỡ nào đi nữa, quý vị chỉ có sản xuất được có nhiều đó, thì đương nhiên là cái giá cả tự động nó lên gấp đôi. Đậu đang ăn phở 30.000 nó trở thành tô phở 60.000, không có con mẹ gì hết đó. Thì tính ra đó, trong 25 năm á, của Việt Nam, cho là từ cái lúc thời kỳ đổi mới đó, quý vị nên nhớ lúc đầu 1 đô la Mỹ đế đổi được bao nhiêu? 10.000 tiền Việt Nam. Ok, đúng không? Cái lúc mà thời điểm ta bắt đầu 95-96 rồi đó, là 1 đô la Mỹ đế là 10.000 tiền Việt Nam. Rồi bắt đầu lên 21.000 tiền Việt Nam, bắt đầu đến thời điểm hiện tại là 22.000. Và thậm chí bây giờ có những lúc nó muốn vượt chồm chèm lên 30.000 cho đến 23.500 đồng. Cái lượng hàng hóa của đất nước á, tức là cái giá trị gia tăng, tức là anh không sản xuất được thêm, anh không có phát triển được kinh tế thêm, anh không có đưa lên được cái nền kinh tế thêm, anh không có sản xuất ra, anh chỉ có đứng lì chỗ đó, cứ cái tiệm anh ngày nào cũng có 100 tô phở, anh bán hoài như vậy. Thấy không? Thì nó đã bây giờ nó lên bắt đầu khi mà nó nhích đó, quý vị thấy nó từ 22.000. Cái đồng tiền Việt Nam, tại sao người ta dùng cái đô la? Tại vì cái đồng đô la nó chuẩn, tức là nói là nó chuẩn ấy.
À, khi mà nó chuẩn như vậy đó, tức là nó làm cái giá trị giao dịch quốc tế chuẩn, là tại vì cái đồng tiền nó không bao giờ nó mất giá. Bởi vì cái tính độc lập của nó, và nó không phải là cái đồng đô la, nó không phải muốn in là in.